Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Liên Quân anh ạ. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một vị tướng xạ thủ. Đó, bây giờ thì nó chưa hot đâu, nhưng mình chắc chắn sắp tới nó sẽ thành chùm top 1 xạ thủ trong phiên bản mùa 17 đấy nhá. Đó chính là vị tướng Thon chúng ta anh ạ. Đó thì vị tướng Thon trong mùa này có cái gì mà mình dám khẳng định nó là top 1 xạ thủ. Đó thì nó sẽ có hai cơ chế mới cập nhật. Đó chính là hồi lại chiêu 2 khi hạ gục địch. Đầu tiên nhá, mình sẽ test cho anh em về cái cơ chế chiêu 2 này. Đó, hạ gục thiên ra, đó chúng ta sẽ hồi 100% chiêu 2. Đó, và một điểm còn hay hơn cả chiêu 2 đấy, đó chính là sau khi chúng ta bắn hết đạn. Đó nhá anh em nhìn này, chúng ta lướt chiêu 2 thì lại hồi lại chiêu 1. Đó, và tự cộng dồn chúng ta 3 viên đạn. Có nghĩa là trong cái mùa này thì chúng ta chơi sẽ không cần phải lọc đạn nữa anh ạ. Đó, ngày xưa thì chúng ta cần phải lạp và chọn nó thật là nhanh tay, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ tự cài đặt sẵn theo 3 viên đạn mà trước đó mình đã dùng nhá. Đó, thế nên trong cái phiên bản mùa này thì mình nghĩ Thon nó sẽ là một vị tướng xạ thủ mà anh em lên mua, lên ưu tiên dùng đó để leo danh trong mùa 17. Và cái độ tối ưu của cái vị tướng Thon này thì mình nghĩ nó sẽ cao nhất rồi. Vừa có thể đảm nhận được đi đường dòng này, hoặc là vừa có thể đảm nhận đi rừng. Đó, và trong mùa này thì cơ chế ăn bột xanh được tăng công vật lý thì nó đã được trả lại vị tướng Thon. Nó lên đi rừng thì chắc chắn sẽ không là một điều gì đó quá khó khăn vị tướng Thon này rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến một trận đấu để test về cái sức mạnh vị tướng Thon trong mùa 17 đấy nhá. Bắt đầu đến với trận đấu ngày hôm nay, đó thì mình sẽ chơi vị tướng Thon ở vị trí là đi đường dòng nhá. Đó, chứ thật ra mình cũng định đi rừng cơ, nhưng mà anh chàng ngộ không thì anh ta xin đi rừng rồi. Nó lên thì mình cũng sẽ nhường thôi. Đó, tại vì trong cái giai đoạn đầu mùa này chúng ta đánh thì lên nhường nhịn nhau một xíu thì trận game sẽ dễ hơn. Vì căn bản đầu mùa thì các người chơi danh cao thủ đó xuống danh kiểu như là tụt xuống tinh anh khá là nhiều. Đó nên mình nghĩ là chơi nó sẽ hơi khó đấy anh ạ. Đó nên chúng ta chơi thì hãy cố nhường nhịn nhau một tí thì trận game sẽ được ok hơn nhá. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em đó cách chơi này, lên đồ bảng ngọc phù hiệu của vị tướng Thon này, và đặc biệt quan trọng đó chính là combo và cách chọn đạn trong từng tình huống để anh em có thể chơi được vị tướng Thon này tốt nhất và mua Thon và leo danh được ổn định nhá. Một pha tỏa sáng từ Rock kéo trúng vào vị trí của Hayate. Hayate đang muốn bỏ chạy và ulti kết hợp tốc biến, thế nhưng Hayate chạy không kịp. Tiếp tục là cái lốc chân không được bật ra hút vào thế nhiên Omega và ăn đi cho Ngộ Không là cái mạng của Omega, quá là ngon nhá. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ ở đây phá cái trụ và con rồng thì sẽ là nhiệm vụ của vị tướng Ngộ Không rồi. Bây giờ bắn trụ mình sẽ đổi với đạn thường nhanh nhá. Đó, thật ra mình không định bắn đạn tím vào trụ đâu, tại vì bắn đạn tím vào trụ bây giờ thì căn bản nó sẽ không gây sát thương phép lên trụ anh ạ. Rồi, trong cái tình huống này mình nghĩ sẽ phải chạy thôi, khi gặp bờ ra ở đây sát thương là rất nhiều. Tiếp tục ra cú đấm thăng hoa tạt xuống hữu đột nhưng không hạ được mình, và mình một tí máu nha vẫn chạy được anh em ạ. Và một cái pha băng trụ sai lầm từ ra. Rồi, thanh niên này như oánh kiểu như là hơi sung anh ạ. Quả đấy mà thanh niên ra nó đứng ở ngoài, nó cấu cú đấm chân không là cũng được rồi, mà lại còn đầu tư hẳn cái tốc biến lao vào cơ. Hay là đi bộ vào nhỉ, mình nhớ đi bộ thôi, cái tốc biến đấy như đầu tư cho cái tả xung hữu đột mất rồi. Đó, và ngày hôm nay cái lối phù hiệu của mình dành cho vị tướng Thon thì mình sẽ dùng là lối phù hiệu ma chú nhá. Đó thì mình nghĩ sẽ là lối phù hiệu mạnh hơn. Chứ ngày xưa mức vị tướng Thon này mới ra thì lúc đấy nó có sát thương phép từ cái chí mạng phép từ cái siêu đạn tím ấy. Đó nên mình hay lên cho nó cái thành thuẫn để thỉnh thoảng hút máu được. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là cái lối phù hiệu đấy sẽ không phù hợp cho vị tướng Thon nữa rồi. Đó, mà chúng ta lên chuyển qua cái phù hiệu ma chú đó với hai phép bổ trợ phụ, đó là cường công và thợ săn, thì cái lượng đêm mà chúng ta được bắp lên đó sẽ rất nhiều. Thì ngay trong cái đoạn đầu trận thì nó sẽ bắn khá là thốn nhá. Đó, ngay từ đoạn đầu trận thì mình đã lên là cái giày thuật sĩ rồi, để cùng kết hợp với cường công thợ săn đó lấy lượng đêm sớm dành cho vị tướng Thon. Rồi, ở đây một cái pha bắt vào từ Omega này và vị tướng Hayate. Rồi chúng ta cứ giữ vị trí nữa nha, và một cái pha kéo vào Hayate nhưng khả năng là kéo nhưng không ăn được rồi. Rồi rút lui dần đi anh em ơi. Đó, mình sẽ vừa chạy vừa cấu thôi. Bây giờ team bạn lên đây đông quá mình không làm gì được. Đó, mỗi thiên tí máu thôi, nó nhìn khá là khó chịu nha. Mà Ngộ Không chúng ta đã lên, nó hạ đi là vị tướng Bright. Và tiếp tục một cái pha rình dập liệu băng trụ không đây, và mình sẽ bồi ulti vào và ba người đang biến về tiếp tục là ra lao ra để can thiệp nhưng không kịp, và vị tướng Hayate thì vẫn đang cố chạy. Rồi mình sẽ chặn đầu nha, nhưng mà không biết anh em này có chạy vào trong bụi cỏ không nhỉ. Rồi thì thôi, từ từ anh em không tốc biến vội, và khả năng thiên kia chạy bộ rồi. Đó, quả đấy mà mình hấp tấp ấn cái tốc biến là phải lãng phí nhá. Đó, lên khi chơi thỉnh thoảng anh em cố căn đẩy ý một xíu nhá, đó để tránh phí chiêu nhá. Và đến với cái nội dung chính ngày hôm nay của mình trong cái clip này thì mình sẽ chia sẻ anh em đó cách chọn đạn làm sao để hợp lý và làm sao để có thể gây hiệu quả tốt nhất cho Trang nha. Đó thì về cách chọn đạn đầu tiên thì là cách farm. Đó, chúng ta chơi thì lên chọn đạn tím anh em, đó để farm cho tốt. Đó, ui từ anh em ơi, ở đây có thanh niên Omega đến can rồi, khả năng không vào được anh em.
Đó, thanh niên này áp sát khó là khó chịu nha. Rồi bắn đi được rồi. Bây giờ thì ui, bây giờ muốn lên cứu Grak mà không cứu được dỡ rồi. Khả năng Grak sẽ phải lên bảng điểm số rồi. Thì tương ứng với ba loại đạn của vị tướng Thon, chúng ta sẽ có ba trường hợp, nhưng mà ba trường hợp đấy thì nó sẽ đan xen, có nghĩa là theo mình tổng hợp lại thì nó sẽ là 6 trường hợp anh ạ. Đó thì 6 trường hợp là như thế nào thì anh em hãy cùng với mình đó phân tích trong những cái tình huống tiếp theo nha. Đó thì trong cái tình huống đầu trận thì mình bảo là nếu farm chúng ta lên dùng đạn tím, và bây giờ khi chúng ta có đồ rồi thì farm đó, bây giờ thì mình giao tranh liên tục đó, chiêu một nó hồi liên tục luôn anh ạ. Đó lên cứ bắn 3 viên cho nó nhanh hạ lính. Chứ còn bình thường thì chúng ta bắn 1 viên thôi, đó tiết kiệm đạn. Đó thì bây giờ nhá. Đó trong trường hợp farm lính, đó chúng ta lên dùng đạn tím, và khi trường hợp chúng ta có đồ rồi ấy, mà lính hãy đứng tụ nhau, chúng ta lên dùng đạn xanh, xanh nước biển anh ạ, đó 1 viên thôi nha. Đó thì có cái cơ chế bắn lan đó và có thể lổ chí mạng xung quanh. Đó nhưng mà cái trường hợp là chúng ta đã có đồ thì mới làm thế được. Chứ còn đầu trận mà chúng ta chưa có đồ mà chưa có chí mạng ấy, thì cứ đạn tím mà chúng ta farm thôi. Và đến đạn vàng thì nó sẽ giúp chúng ta truy đuổi được tốt hơn này. Đó kiểu những kẻ địch đang chạy thì chúng ta có thể dùng đạn vàng để cản chân tướng địch, nó rất là tốt. Và trong trường hợp combo thì mình khuyên là anh em nên dùng 2 tím 1 vàng hoặc là 2 tím 1 xanh. Đó sẽ là những cái lối combo hiệu quả nhất dành cho vị tướng Thon này nhá. Rồi nhưng mình thấy cái gì sai sai rồi. Ui, ui, thôi mấy bạn ơi. Ui, từ từ nhá. Ui, không ngăn được nhá. Ui, quả này quái, mình tưởng Veret ở lại cơ anh ạ, nhưng mà tự nhiên đang đánh thì thanh niên Veret lại chạy phát lên đường mid rồi. Nên khả năng chúng ta lại phải làm xuống thôi. Nhưng mà đổi lại thì hai thành viên team chúng ta đã đẩy được cái trụ mid. Đó và chắc chắn cái trụ đường top thì sẽ đẩy được tiếp thôi. Đó khi những thành viên team bạn đang tập hợp ở đường kinh công là rất nhiều. Thì cái combo tím vàng ấy, đó thì nó sẽ dùng trong trường hợp mà tướng địch kiểu mình mới lao ra đó muốn tạo bất ngờ. Đó kiểu ra phát bắn choáng tướng địch và dồn sát thương luôn thì đó sẽ là combo tím vàng nhá. Còn combo tím xanh nó sẽ là dùng trong trường hợp, tại vì đạn xanh có chức năng nổ lan ấy, đó nên sẽ dùng trong trường hợp mà khi team bạn nó đi chung, đó đứng cụm lại, chúng ta sẽ dùng đạn xanh vào để bắn tỏa ra, đó gây sát thương và giải tán đám đông, đó cực kỳ là hiệu quả. Rồi nên bắn thanh niên Heate để hồi lại cái chiêu 2. Đó khi chúng ta có hồi chiêu 2 rồi thì chúng ta lướt lên mặt tiếp thôi. Và anh em để ý cho mình, đó trong mùa là anh em để ý nhá, là hết lội lăng rồi nhưng mà vẫn còn 3 viên, có nghĩa là 3 viên đấy sẽ là 3 viên cuối cùng. Đó nên chúng ta có thể giữ, đó đợi cái chiêu 2 nó cần hồi xong rồi bắt đầu chúng ta bắn lốt rồi lại cứ lướt chiêu 2 thì sẽ hồi cho chúng ta tiếp tục nhá. Đó là một cái mẹo chơi mình thấy rất hành cho vị tướng Thon trong mùa này. Rồi team bạn đã lên rồi, tiên phong là anh chàng Omega lên muốn phá đông, tiếp tục là Lovember đến từ Mina. Cô ta lên không ăn được ai và cái ulti được mở ra này, sát thương được xả liên tục và những thành viên team bạn liên tục làm xuống. Bờ Rai bật vô địch, nhưng cái vô địch này chắc chắn sẽ là không đủ rồi, và Ra sẽ là người thứ ba. Và Yate đang cố chống cự bão phi tiêu lên nhưng không trúng ai, và anh ta đang phải tháo chạy rồi, chạy làm sao nữa hay Yate ơi. Rồi anh em đẩy lên đi, còn thanh niên hay Yate mình sẽ lo được nhá. Rồi bão phi tiêu này nó hai bắn và ra đi thôi, và bá đạo mình cho mình. Còn đấy mình tưởng phải chip vào kill chứ nhỉ. Rồi hơi vô lý rồi. Và cái lối trang bị ngày hôm nay của mình thì có vị tướng Thon thì mình sẽ để dưới màn hình nhé. Đó với trang bị đầu tiên là giày thuật sĩ này, trang bị thứ ba là thanh kiếm, thứ tư là song đao bạo tác, và thứ năm là kiếm Muramasa, và thứ sáu đó chính là cái cung tà ma, và thứ bảy đó chính là liềm đoạt mạng nhá. Đó thì anh em để ý trong lối trang bị này thì hầu như nó sẽ có bao nhiêu phần trăm hồi chiêu nhỉ? 30% hồi chiêu. Đó một cái số lượng hồi chiêu cần để cho vị tướng Thon này có thể khỏe được. Đó từ cái gì nhỉ? Cái giày thuật sĩ nó có 15 này, đó kiếm Muramasa có 10, nó sẽ thành 25 và 5% đến từ liềm đột mạnh, nó sẽ 30. Đó và mỗi cái công vật lý của vị tướng Thon được tính bằng 1% mỗi chiêu bằng 4 công vật lý. Đó lên cái lượng công vật lý mà được bóc vào từ cái lối trang bị đấy thì sẽ khá là nhiều nhá. Rồi chạy đi anh em ơi, có nhiên Mila này thì gặp mình bây giờ thì cũng tắt điện thôi. Và bổ sung thêm một cái lần là chọn đạn cho anh em. Trong những pha trường hợp 1v1 ấy, thì mình nghĩ là lên 3 tím đó sẽ là mạnh nhất nhá. Rồi pha này ấn ulti thánh quang bị tướng Bright lao vào nhưng gặp phải cái hút. Rồi đã lên bảng điểm số rồi. Ở đường dưới này thì hai thanh niên Omega và một Ra đang truy đuổi Ngộ Không, tạm thời bắt được Ngộ Không, nhưng câu trả lời đặt ra là làm sao để hai thanh niên này có thể chạy được. Rồi vẫn là chạy được thì thanh niên Omega bây giờ cũng khá là trâu rồi nhá. Rồi bây giờ trâu chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết đám lính. Đó farm càng nhiều càng tốt nhá, bởi vì cái vị tướng Thon này bây giờ nó mà farm ấy thì lết chúng ta tích được 3 cái viên tím. Đó thì đêm nó gọi là cực kỳ là ảo luôn nhá. Đó chỉ cần 2-3 nháy là một thanh niên lên bảng đếm số rồi.
Và về cái lối bảng ngọc ngày hôm nay của mình dùng có vị tướng thon, mình sẽ dùng có vị tướng thon là ngọc đỏ tốc đánh tiện chí mạng, ngọc tí bích mới hút máu và ngọc xanh công một lý xuyên giáp nha. Đó là lối ngọc mình thấy ổn nhất cho vị tướng thon mùa này, vì căn bản mùa này cái lối trang bị hút máu từ cung tà ma bị giảm nhiều đó, thế nên chúng ta phải lên 10 viên hút máu thì mới chơi tốt được cho vị tướng thon. Rồi bây giờ đến tiết mục giữ vị trí và bắn trong giao tranh. Bão phi tiêu cùng vị khiêu khích của vị tướng Mila đang được kích hoạt, nó muốn kéo vào mình nhưng kéo không kịp nữa rồi thì chúng ta đã lướt được qua tường. Và team bạn bây giờ chỉ còn hai thành viên, đó chính là Omega và vị tướng Ra. Và Omega ở đây bắn thì như sung gãy rồi, nó bắn một phát Omega đã tạch luôn, và Ra thì chỉ còn cách là đứng xem cái trụ mình dần dần sụp đổ thôi. Và bây giờ thì mình nghĩ đẩy lên thắng được rồi. Và khả năng clip mình đến kết thúc nha em. Nếu em nào thì hãy cho mình một like, để một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra video tiếp theo nha. Bye bye.